Alexa, turn on the living room light. Alexa, turn on the dining room light. Alexa, turn on the cabinet light. Alexa, turn on the TV. Hello, chào các bạn. Trở lại với kênh Săn Bắt USA hôm nay. John Nguyễn chúc các bạn sức khỏe dồi dào các bạn. Hôm nay John Nguyễn có cái này muốn làm review mấy cái đồ thông minh trong nhà các bạn. Là coi như là ngôi nhà thông minh các bạn. Mình xài tất cả bằng giọng nói để mà mình biểu những cái đồ dụng cụ trong nhà mình nó mở lên và tắt xuống nha các bạn. Thì mình lên trên mạng á, mình mua mấy cái đồ các bạn. Thì đây là cái này là cái chính nha các bạn. Cái này gọi là cái Alexa. Thì cái này là giống như cái người máy nha các bạn. Nó sẽ coi như là cái này là trung tâm các bạn. Thì mình muốn cái gì mình nói chuyện với nó thì nó sẽ làm cho mình các bạn. Thì cái này gọi là Alexa nha các bạn. Khi cái tên của nó là Alexa, mình mua trên mạng của Amazon về. Rồi mình sẽ gắn bóng đèn, gắn mấy cái công tắc vô cho TV rồi này nọ. Thì khi mình nói chuyện thì nó sẽ mở lên nha các bạn. Đó. Thì các bạn muốn xài cái này á, các bạn, cái cách làm việc của nó là như vậy. Mình sẽ download cái phần mềm ở trên mạng vô Alexa nha các bạn. Rồi cái mình mới đặt tên. Mình đặt tên mấy cái đồ của mình á, là tên này, tên này, tên này. Thì cái này nó sẽ ăn qua cái này. Thì cái này là cái chính để cho mình nói chuyện nha các bạn. Thì cái phone của mình nó sẽ ăn qua cái này. Rồi cái này nó sẽ cái máy chính này nó sẽ ăn qua vô cái công tắc này. Thì công tắc này nó có wifi thì nó sẽ gọi cái đèn cháy lên nha các bạn. Đó, thì cái cách làm việc nó là như vậy. Thì những cái tên mình đặt á, là mình đặt ở trong này hết nha các bạn. Mình mở phone mình lên là mình bỏ tên này nọ vô thì nó sẽ ấy đó. Mình đặt tên của mình là tên John Lai, Tracy Lai, rồi Room 1, Room 2 này nọ. Thì cái này nó sẽ liên qua cái này. Thì cái này nó liên qua vô cái công tắc. Thì công tắc nó sẽ liên vô mấy cái bóng đèn hay liên vô TV. Thì cái cách làm việc nó là như vậy ha. Là giống như ngôi nhà thông minh của mình. Thì ok, mình sẽ làm mấy cái để cho mình các bạn thấy. Thì trước nhất là mình nói mình mở cái đèn ở trên cái phòng ăn nha các bạn. Alexa, turn on the dining room light. Đó, các bạn thấy không? Thì cái đó là cái phòng ăn. Thì mình kêu nó mở lên thì mở lên. Thì cái này mình xài là cái công tắc này các bạn. Công tắc của cái wifi có điện tử ở đây. Đâm ra mình gọi nó là nó báo cho cái đèn nó xuống các bạn. Thì ở đây mình biết một chút thợ điện á, mình đổi cái ổ này là ổ công tắc ha. Mình biết chút thợ điện mà mình đổi cái đó thì nó dễ các bạn. Thì giờ mình gọi cho nó thân nó tắt nha các bạn. Alexa, turn off the dining room light. Đó, thấy không? Thì mình gọi nó tắt là nó tắt nha các bạn. Thì các bạn thấy ở đây mình có cái tủ mấy cái này là ở dưới này nó có điện. Thì cái tủ này gọi mình đặt cái tên nó là cabinet light. Thì giờ mình kêu nó mở lên nha các bạn. Thì trước khi mình kêu cái tên nó trước. Alexa, turn on the cabinet light. Đó, các bạn thấy nó mở lên. Mở cái đèn ở dưới này lên. Đó. Rồi các bạn muốn đổi màu hay gì thì các bạn gọi nó là nó đổi màu các bạn ha.
Đó, thì cái này là cái đèn của cái bếp. Giờ mình kêu nó tắt nha các bạn. Alexa, turn off the cabinet light. Đó, các bạn thấy tắt không? Đó, rất là vui các bạn, mà mình giống như người mà biết tiếng Anh chút, cái mình nói cái này giống như mình học tiếng Anh luôn các bạn. Thì cái đó là như vậy. Thì giờ đây có cái tivi các bạn thấy không? Thì ở đây mình có cái tivi. Giờ mình kêu nó mở cái tivi lên nha các bạn. Thì đây là cái trung tâm của cái giống như người máy vậy mình. Alexa, turn on the TV. Rồi, nó bật cái TV cho mình nha các bạn. Đó. Đó, các bạn thấy không? Nó mở cái tivi cho mình rồi các bạn ha. Thì trên tay mình không có cầm gì nha, mình chỉ xài cái lời nói thôi, là mình kêu nó tắt. Bây giờ mình kêu nó tắt cái tivi nha các bạn. Thì ở đây mình quay lại đây, trên tay mình không cầm gì hết. Alexa, turn off the TV. Đó, mình gọi nó tắt tivi thì nó tắt các bạn. Thì cái tivi này mình xài cái ổ cắm thông minh các bạn. Thì mình gắn ổ cắm thông minh vô trong cái ổ cắm của tivi, rồi mình nói chuyện đó thì nó kêu ổ cắm lên. Thì cái này nó thông minh là giống như cái công tắc nó đổi được nè, công tắc đổi được, bóng đèn đổi được, rồi cái ổ cắm cũng đổi được, cũng xài được, thông minh nha các bạn. Thì ở đây mình trên đó mình có cái đèn của phòng khách là living room light. Thì giờ mình kêu nó mở lên nha các bạn. Alexa, turn on the living room light. Đó, nó mở lên các bạn thấy không? Mình chỉ cần kêu nó, mình đứng chỗ này thì mình kêu nó thì nó sẽ mở cái đèn ở trên đó lên các bạn thấy. Đó, bây giờ thì nó đang màu xanh. Thì mình kêu nó đổi màu nha các bạn. Anh kêu đổi màu tím nha. Alexa, turn the living room light to purple. Đó, nó đổi màu tím rồi các bạn. Đấy. Các bạn thấy vui không? Rất là hay các bạn. Thì cái này là mình setup từ trong cái người máy, xong mình nó có ba bốn loại, nó có bóng đèn thông minh các bạn, công tắc thông minh với lại ổ cắm thông minh các bạn. Thì mình sẽ dùng trên mạng, trên phone đó mình link nó qua, giống như mình dẫn nó qua thì nó sẽ làm việc được các bạn. Đó, các bạn là thì thấy thì bây giờ như vậy ha. Okay, mình sẽ cho các bạn coi cái này. Đây. Bây giờ ở trước mình và sau nhà mình đều có camera nha các bạn. Để mình ra trước nhà mình chỉ cho các bạn thấy có cái camera ở trước. Đó, các bạn thấy ở trước nhà là mình có cái camera ngay đó. Thì có chiếc xe mình ở đây, thì đây là phía trước nha. Mình hỏi mình kêu nó mở camera phía trước cho mình coi nha các bạn. Rồi, ở đây là phía sau nhà của mình. Đó, đây là sau nhà của mình thì có cái camera ngay đó. Đó, có cái cam ngay đó. Đó, sau nhà của mình thì có cái cam ở đây nha các bạn. Đó, cái cam thì nó chỉ vô cái hồ. Thì mình sẽ mở, mình kêu nó mở lên trong cái màn hình cho mình coi các bạn. Rồi, giờ mình vô nhà nha. Thì
các bạn, cái cam ở phía trước á, cái cam ở phía trước thì mình đặt cái tên là Fun House là ở phía trước nha các bạn. Còn cái cam ở phía sau nhà, cái hồ á, thì mình đặt tên là Back House. Thì giờ mình, các bạn coi, mình kêu nó mở lên cái camera trong này cho mình coi. Alexa, show me the front house. Okay. Thì nó nói là ok, thì nó sẽ mở cái ở trước cho mình coi các bạn. Thì mình giống như là mình đang nấu ăn trong nhà mà mình nghe cái tiếng gì ở trước thì mình nói ở đây, thì nó sẽ cho mình coi cái ở trước làm sao như thế nào các bạn. Các bạn thấy không đó? À, nó cho mình coi ở phía trước nhà, phía trước nhà mình có chiếc xe đó, thấy không? Đó. Đó, cái màn hình này nó sẽ cho mình biết là ở trước nó có chiếc xe, là có người tới, thì mình nghe động tĩnh gì thì ở trong nhà mình cứ nói cái người máy này, thì nó sẽ cho mình thấy ở phía trước nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình tắt nó đi, mình kêu nó tắt nha các bạn. Alexa, off. Rồi nó tắt nha các bạn. Ok, giờ nó tắt rồi. Bây giờ mình sẽ kêu nó mở cái cam ở phía sau nhà nha các bạn, ngay chỗ có cái hồ. Okay. Alexa, show me the back house. Ok. Nó nói ok, nó dặn lời các bạn. Thì nó đang đó, các bạn thấy bây giờ thì nó chiếu cho mình biết cái đó, đằng sau có cái hồ, các bạn thấy không đó. Các bạn thấy hay không? Rất là hay đó, hết sảy. Ok, giờ thôi mình tắt cái này nha các bạn, mình chỉ các bạn cái khác. Alexa, stop. Rồi nó ngưng rồi các bạn. Thì cái này giống như mình đi ngang ấy, mình hỏi nó hôm nay dự báo thời tiết bao nhiêu thì nó sẽ nói cho mình biết các bạn. Rồi nó cho mình biết tin tức như thế nào này nọ trong tiếng Mỹ các bạn. Thì những người các bạn nào mà muốn học tiếng Anh này nọ, các bạn có thể mua cái này về. Thì ở trên Amazon thì nó bán cái này thì khoảng 100 đồng, còn mấy cái nhỏ nhỏ thì cũng rẻ lắm. Cái này thì nó có màn hình thì nó mắc chút. Vậy mình bây giờ hôm nay mình gọi nó nói là thời dự báo thời tiết hôm nay làm sao nha các bạn, nói tiếng Mỹ. Alexa, what's the weather today? Right now in Apollo Beach, it's 88 degrees Fahrenheit with mostly cloudy skies. Today's forecast has some sun and thunderstorms with a high of 90 degrees and a low of 77 degrees. By the way, you can also ask me questions about sunrise and sunset times. Try asking, what time is sunset? What time is sunset? Đó, các bạn thấy không? Thì nó chỉ cho mình là khoảng 5, 6 giờ, 7 giờ, 8 giờ là bắt đầu mặt trời lặn. Hả? Thì nó nói cho mình cái dự báo thời tiết cả ngày các bạn. Cái này giống như các bạn học tiếng Anh cũng hay nè, mà giống như nó vui, rất là vui. Các bạn hỏi cái gì cũng biết hết, giống như nó thông minh lắm các bạn đó, thấy không? Rồi. Alexa, play some music. Mình gọi nó hát mấy cái bản nhạc các bạn. Getting the last iHeart radio station John listen to American Top 40. Mấy bạn thấy không? Mình kêu nó mở nhạc, nó mở nhạc. Alexa, stop. Đó, mình kêu nó stop là nó ngưng các bạn. Thì cái đó là mình dùng lời nói nha các bạn, để mình điều khiển kêu tụi nó mở và tắt. Thì bây giờ mình, thí dụ mình đi ra khỏi nhà các bạn, thì mình cũng có thể mở lên mấy cái đèn này bằng cái phone của mình nha các bạn. Thì mình cũng vô cái Amazon Alexa ở chỗ này nè, bấm vô thì nó nổi lên vậy.
thì ngay cái góc của bên phải này thì các bạn nó sẽ có cái dấu để là divide, là tất cả những cái gì mình có trong đó nó mình bấm vô đây. Thấy không? Đó. Thì ở trên này nó có những cái giống như bóng đèn này các bạn, thì mình bấm vô bóng đèn. Bấm vô bóng đèn các bạn thì mình cho nó tất cả những cái bóng đèn ở đây mình muốn mở lên thì mình cứ bấm thôi các bạn. Thấy không? Đó. Đó. Thì mình cứ mở lên thôi các bạn. Ừ, mình cứ bấm lên, mình giờ mình bấm lên thì nó sẽ lên. Ừ. Thì các bạn thấy không, mình giờ mình bấm lên ở đó thì nó lên cái đèn màu tím nè đó, trên đó. Thì giờ mình bấm off nha các bạn, thì nó sẽ off, thấy không? Nó sẽ off trên đó các bạn thấy không, off ở đó. Thì giống như mình đi ra ngoài, mình đi ra ngoài mà mình sợ ăn trộm thì mình cũng có thể mở một bóng hai bóng lên được các bạn. Nó rất tiện các bạn, giống mình mở lên giống như là nói có người trong nhà ha. Đó, bây giờ mình trở vô đây thì cái đó là mình xài bóng đèn thông minh, còn ở đây là mình xài cái đèn của cái phòng ăn này, thì mà là mình xài cái công tắc thông minh nha các bạn. Đây, công tắc thông minh ở đây mình có thể on off nè. Đó, mình bấm là nó on, mình bấm off rồi mình nói chuyện nó cũng on luôn ha. Rồi mình xài trên phone mình cũng được. Đó. Thì cái này là công tắc thì nó để là như vậy nha các bạn, switch ha. Công tắc là switch thì mình bấm vô đây. Đó. Thì cái phòng này thì mình đặt cái tên nó là dining room. Thì giờ mình bấm on nha. Đó thì giờ nó sáng rồi đó các bạn ha. Mình bấm off thì nó tắt các bạn. Đó, đó. Thì nó có ba cái xài, mình nói chuyện với cái này. Thì mình nói chuyện với cái này thì nó sẽ mở lên. Rồi mình turn on the dining room light. Alexa, turn on the dining room light. Đó, trước khi mình kêu nó mở lên thì mình phải kêu cái tên nó. Mình kêu Alexa thì nó mới biết nha các bạn. Đó. Đó, giờ mình lại đây mình bấm cái công tắc đây nó tắt nè. Đó, mình xài ngón tay mình tắt đây thì nó tắt. Đó. Thì trong cái phone ở đây mình muốn nó on, mình muốn nó mở lên thì mình bấm cái phone lên, nó mở lên các bạn. Nó rất là thông minh, nó ăn với nhau hết. Giờ mình tắt nha các bạn. Đó. Giống như mình đi ở ngoài đường mình muốn nhà mình sáng giống như có người trong nhà thì mình lấy cái điện thoại của mình mở này ra mình bấm nó lên. Đó thì giống như người ta biết là mình có người trong nhà, người ta cũng sợ không dám tới đó. Cũng có hay các bạn thấy không? Giờ mình tắt nha. Đó, giờ tắt ra các bạn. Okay. Đó là cái. Còn cái nhóm giống như trong cái phòng của mình nó nằm cái bóng đèn. Đèn bên trái bên phải thì đèn chính thì mình sẽ làm một cái nhóm rồi mình sẽ cho các bạn coi nha. Các bạn thấy không, có nhiều cái mình làm các bạn, thì đủ thứ cái mình gắn đủ thứ chỗ hết, phòng đường đi, phòng ngủ, phòng gì mình cũng gắn vô cái này hết, rất là hay các bạn. Thì cuốn video này thì mình chỉ làm như đây thôi, thì cuốn sau, một hai cuốn sau mình sẽ làm tiếp mấy cái chi tiết nha các bạn. Thì tạm thời tạm biệt các bạn, các bạn nhớ like, subscribe để đón mấy cuốn sau nha các bạn, mình chỉ dẫn chi tiết ha các bạn. Alexa, turn on the living room light. Alexa, turn on the dining room light. Alexa, turn on the cabinet light. Right. Alexa, turn on the TV. Alexa, turn on the music. Getting the last iHeartRadio station John listened to, American Top 40.
Summer starts here. Get summer savings at the Home Depot. I'll do Alexa, more demo. Stop music. Alexa, show me the fun house. Okay. Alexa, stop. Các bạn thấy không, mình rất là vui các bạn đó. Thì cái này là cái nhiệt độ mình cũng kêu nó mở được luôn nha các bạn, chỉnh nhiệt độ lên xuống cũng được. Rồi ở ngoài này có cái chuông của mình, khi người bấm chuông họ mình cũng nhìn thấy được nha các bạn. Mấy cái người bấm chuông mình nói chuyện mình nhìn thấy được, cái đó là mình làm clip sau các bạn. Các bạn nhớ like, subscribe cho mình để mà theo dõi cuốn kế tiếp nha các bạn. Cảm ơn các bạn, chào.